Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam da cá sấu, da thật 100%. Đây là da bàn tay cá sấu nha mọi người. Nên nó sẽ là một ví gọi là rất là độc đáo và cá tính. Thì ví này phù hợp với những ai đam mê với đồ da thì sử dụng sẽ thích hợp. Cái này là được làm từ 100% mà da cá sấu thật nha mọi người. Màu nâu, nâu cà nâu này là nâu cà phê. Thì ví này thì vào túi thì nó hơi cộm nha mọi người, do nó có cái bàn tay nhưng mà cũng không có cộm nhiều đâu. Thì mình có thể bỏ vào mà mình ngồi một cách bình thường. Mình nên lật cái mặt bàn tay lên thì nó sẽ dễ hơn. Ở trong là được xài bằng da bò nha mọi người. Nó chỉ là ở ngoài cá sấu, ở trong là da bò màu nâu luôn. Mỗi bên sẽ có 3 ngăn nằm ngang và một ngăn đứng. Thì 3 ngăn này thì mình có thể đựng được tất cả các loại thẻ ngân hàng và các loại card tương đương đều được hết. Da cá sấu thì nó có độ bền khá là cao và càng xài thì nó sẽ càng bóng và càng đẹp hơn nha mọi người. Mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 018 và 092 4629 729. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người. Ở trong thì nó sẽ có 3 ngăn. 2 ngăn xài lót nha mọi người. Ở trong là nó xài lót hết, lót màu đen. Và đặc biệt nó sẽ có một ngăn dây kéo thích hợp cho mình bỏ những món đồ dễ rơi rớt thì mình có thể bỏ vào kéo lại một cách an toàn. Và 3 ngăn này cũng là đựng khá nhiều tiền nha mọi người. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.